chào tất cả các bạn. Mình là Phạm Tuấn Minh, học sinh trường Trung học cơ sở Hàn Thuyên, Lương Tài, Bắc Ninh. Và đây là cô giáo của mình, cô Nguyễn Thị Phương Dung. Mới đây, cô cùng hai thầy cô khác đã viết cuốn Cẩm nang ôn luyện thi vào lớp 10 Trung học phổ thông môn ngữ văn. Cuốn sách là tâm huyết của những người thầy yêu nghề, mến trẻ, đã được các bạn học sinh hào hứng đón đọc. Mình cũng rất thích cuốn sách này đấy các bạn ạ. Nên bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn những điều thú vị mình cảm nhận được nhé. Cô ơi, mọi người vẫn bảo học văn không giúp ích cho công việc sau này. Thế sao? Vậy để cô đọc cho em nghe một trang sách nhỏ này nhé. Vâng ạ. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Lúc còn trẻ, chắc hẳn ai cũng muốn chọn cho mình một công việc có nhiều thuận lợi và có những dự tính tốt đẹp cho tương lai. Nhưng có một chàng trai đã không chọn việc nhẹ nhàng, mà tình nguyện chọn những gian khổ về phần mình. Chàng trai ấy chính là nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long, một nhân vật mang nhiều vẻ đẹp đáng quý, đáng trân trọng. Anh được mệnh danh là người cô độc nhất thế gian, một anh thanh niên 27 tuổi, sống một mình trên đỉnh núi, bốn bề chỉ cây cỏ và mây mù lạnh lẽo. Ở trên đỉnh Yên Sơn cao 2.600m ấy, anh làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu. Nói về công việc của mình, anh từng tâm sự: gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc 1 giờ sáng. Gió tuyết và lặng im ở bên ngoài, như chỉ trực đợi mình ra là ào ào xô tới. Công việc cực kỳ gian khổ, hoàn cảnh làm việc vô cùng khắc nghiệt như vậy. Nhưng anh vẫn yêu nó, vẫn làm việc hết mình. Lời tâm sự của anh không giấu nổi niềm vui, niềm tự hào về công việc đầy ý nghĩa mà anh đang làm. Anh chia sẻ giản dị, chân thành: cháu sống thật hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc khi được cống hiến cho quê hương, tổ quốc, nhất là vào thời điểm ở miền Nam, cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra hết sức ác liệt. Khép lại trang sách, hình ảnh về chàng trai đang hái hoa trên đỉnh núi Yên Sơn còn vương vấn mãi. Đứng trong mây mù ngang tầm với chiếc cầu vồng kia, bỗng nhiên lại gặp hoa sơn, hoa thược dược, vàng, tím, đỏ, hồng phấn, tổ ong. Một vườn hoa thật rực rỡ, thật ngát hương, đẹp đẽ tự tâm hồn của người trồng ra nó. Hương thơm tỏa ra từ vườn hoa ấy, thấm dịu dàng vào lòng người và ươm lại những hạt giống đẹp cho mùa sau. Để rồi một ngày, khi hoa đã nở, lòng ta cũng bừng lên những khát khao sống đẹp như chàng thanh niên ấy. Tuyệt quá! Bài phân tích nào em cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của nhân vật. Em cũng muốn có trái tim dũng cảm và lòng nhiệt tình, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước, giống anh thanh niên ấy. Sách nhỏ này như một cánh cửa dẫn lối cho em bước vào thế giới của cái đẹp. Rồi từ đó, trong lòng em sẽ nảy nở những phẩm chất tốt, để sau này trở thành người có ích. Không chỉ vậy, cuốn Cẩm nang còn giúp em trau dồi ngôn ngữ thêm phong phú, phát triển tư duy, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề. Vì thế, em sẽ tiến bộ hơn nhiều trong học văn, cũng như chinh phục các đề thi vào lớp 10. Cuốn sách này làm em cảm thấy môn văn có ích thật đấy, cô nhỉ. Nhưng kiến thức văn chín dài, khó học lắm. Em nghĩ mình sẽ rất lúng túng khi làm bài thi cô ạ. Em biết không, kiến thức chương trình ngữ văn lớp 9 vẫn xuất hiện trong các đề thi ở dạng bài đọc hiểu, nghị luận xã hội, nghị luận văn học. Vì vậy, khi viết sách, các thầy cô đã chú trọng việc hệ thống kiến thức và phương pháp làm bài. Đọc sách,
các em sẽ thấy rõ phần hệ thống lại kiến thức 3 phân môn văn bản, tiếng Việt và tập làm văn một cách cụ thể, rõ ràng, dễ nắm bắt. Phương pháp làm bài được hướng dẫn chi tiết từng bước, kèm theo nhiều ví dụ minh họa sinh động. Phần bài tập thực hành có những câu hỏi gợi mở, giúp em dễ dàng tìm được đáp án nhanh và chính xác nhất. Tất cả kiến thức và phương pháp đều được trình bày khoa học, ngắn gọn nên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Đọc xong cuốn sách, em sẽ thấy môn văn không hề khó và sẽ tự tin hơn trong học tập cũng như thi cử nữa. Thật thế à? À, còn có các đoạn văn, bài văn tham khảo và đề thi của các tỉnh trong những năm gần nhất để chúng em nâng cao kiến thức và thử sức nữa này. Có cuốn sách, những khó khăn của chúng em chắc chắn sẽ được gỡ đối nhiều lắm. Nào, mình cùng khám phá cuốn cẩm nang này nhé. Cẩm nang ôn luyện thi vào lớp 10 trung học phổ thông môn ngữ văn mở ra bao nhiêu điều hay. Các bạn vừa xem video giới thiệu về cuốn sách mình yêu thích được thiết kế dưới dạng một bộ phim ngắn. Trong phim, nhân vật chính là cậu học trò đã tìm được niềm tin yêu vào ý nghĩa của môn văn, cũng như kiến thức bổ ích được trình bày khoa học và phương pháp làm các dạng bài, giúp ôn thi vào lớp 10 hiệu quả từ cuốn sách này. Hy vọng cuốn sách sẽ là người thầy giỏi, người bạn tốt của tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!